vị, hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa và Mộc Hóa. Nhiều hộ kinh doanh ở Quảng Ngãi đóng cửa để chống dịch. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại số ca nhiễm trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi trong 6 tuần qua. Sáng nay 28 tháng 7 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 2.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đến dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Thừa phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu thực hiện nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, 14 trên 16 chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đạt và vượt. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm phát huy hiệu quả thiết thực, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm các ngành nông lâm thủy sản 2,4% một năm, công nghiệp và xây dựng 23,66% một năm, thương mại dịch vụ 7,23% một năm. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định. Có 2 trên 16 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết đại hội đề ra là chỉ tiêu về sản lượng mía và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Kinh tế của huyện phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Đại hội Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống anh hùng, ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đến dự đại hội lần này thì bản thân tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ bầu ra các đồng chí đủ đức đủ tài để lãnh đạo huyện nhà ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được ghi nhận kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thủ Thừa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, ông đề nghị huyện tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí, tiềm năng đất đai, lao động, quy động hiệu quả nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay thì Thủ Thừa cái lĩnh vực nông nghiệp vẫn là chi phối. Thì trong thời gian tới thì Thủ Thừa có tiềm năng. Cụ thể là chúng ta đã có các khu công nghiệp Hòa Bình, sắp tới là khu công nghiệp 200 hecta, khu công nghiệp ở thị trấn Thủ Thừa. Và trong cái văn kiện hôm trước Ban Thường vụ cũng đã duyệt cho Thủ Thừa đấy. Thì sắp tới đây nhiệm kỳ tới thì chúng ta chuyển dịch sang theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ rồi mới tới nông nghiệp, hướng nông nghiệp công nghệ cao. Tôi tin tưởng rằng Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có đầy đủ bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, xứng đáng với lòng tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đưa Thủ Thừa phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Theo đó, trong phiên làm việc ngày mai, 29 tháng 7, đại hội tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển bền vững, đại hội thể hiện ý chí quyết tâm, nỗ lực vươn lên, tạo bước đột phá mạnh mẽ, đưa huyện Thủ Thừa ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Sáng nay 28 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Hóa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 149 đảng viên, đại diện cho 1.277 đảng viên của 20 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần dự và chỉ đạo đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ huyện Mộc Hóa đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết và đạt được kết quả tích cực. Đồng thời lưu ý Đảng bộ huyện cần phải nghiêm túc làm rõ thêm một số tồn tại hạn chế chủ yếu tác động đến sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu, kỹ về huy động mọi nguồn lực phát huy lợi thế về đất đai, xác định khâu đột phá trong lĩnh vực kinh tế để tập trung lãnh đạo thực hiện. Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, nội chính, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Báo cáo tại đại hội 5 năm qua, nghị quyết đại hội 11 của Đảng bộ huyện Mộc Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 7,1% một năm. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả khả quan, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%, hầu hết các chỉ tiêu của nghị quyết đều đạt và vượt. Tuy nhiên, có 2 trên 18 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đại hội đề ra. Xã nông thôn mới và nhựa quá 100% đường đến trung tâm các xã. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội còn hạn chế, giá trị sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn. Thị trường giá cả nông sản chưa ổn định, quản lý tài nguyên môi trường có lúc chưa chặt chẽ, lĩnh vực văn hóa xã hội có mặt còn hạn chế, an ninh trật tự có lúc diễn biến phức tạp, hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa phát huy hiệu quả. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 Nguyễn Văn Úc cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Kiến Tường. Năm nay, thị xã Kiến Tường có một điểm thi với 26 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 595 em. Trong đó, học sinh của trường Trung học phổ thông Kiến Tường là 506, thí sinh tự do là 39 và 50 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Đến thời điểm hiện tại, điểm thi trường Trung học phổ thông Kiến Tường cơ bản chuẩn bị xong về cơ sở vật chất. Hệ thống tường rào kiên cố, số phòng đảm bảo đủ bố trí phòng thi, phòng chờ và các phòng làm việc cho lãnh đạo điểm thi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các ngành thực hiện tốt việc đảm bảo công tác an ninh trật tự, hỗ trợ phân luồng giao thông, điện nước, phục vụ kỳ thi. Nhà trường cũng đang tổ chức ôn tập giai đoạn 2 cho các thí sinh nhằm đảm bảo kiến thức chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đề nghị nhà trường tập trung công tác ôn tập và phụ đạo cho các em học sinh, sắp xếp chỗ nghỉ, khu ký túc xá để các thí sinh ở xa có chỗ nghỉ ngơi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Phát huy hiệu quả công tác tiếp sức mùa thi của các ban ngành đoàn thể thị xã, thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung thêm các phòng thi và cán bộ coi thi dự phòng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chú trọng kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, rửa tay, sát trùng, đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và cán bộ coi thi để kỳ thi được đạt kết quả cao nhất. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, cùng các thành viên đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại huyện Tân Thạnh. Báo cáo của huyện, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, kỹ càng về mọi mặt, kể cả công tác tiếp xúc mùa thi. Mặt khác, thực hiện tốt công tác tổ chức ôn tập, làm hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông thử để đánh giá năng lực và có kế hoạch ôn tập chặt chẽ hơn. Toàn huyện Tân Thạnh có 2 điểm thi. Tại điểm trường Trung học phổ thông Tân Thạnh có 347 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 15 phòng thi và 1 phòng chờ. Tại điểm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hậu Thạnh Đông có 229 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 10 phòng thi và 1 phòng chờ. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc yêu cầu huyện cần chủ động làm tốt công tác phân luồng để ôn tập học sinh đạt hiệu quả cao, đồng thời quán triệt đội ngũ giáo viên và học sinh về nội quy, quy chế thi để tránh những vi phạm không đáng có, bố trí phòng thi đảm bảo khoảng cách an toàn và có phương án bố trí phòng thi dự phòng và phải chủ động kiểm soát quản lý cách ly những trường hợp đi du lịch tại các vùng dịch trong cộng đồng theo quy định, tập trung bảo vệ an toàn về an ninh trật tự tại các điểm thi, phòng thi,
và đặc biệt là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho các em tham gia kỳ thi an toàn suôn sẻ. Sáng nay 28 tháng 7, 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động tỉnh lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020. Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong 5 năm qua, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới. Phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp công đoàn chủ động trong tổ chức triển khai bằng những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, đã đạt được những thành quả rất quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp. Qua các phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, xuất sắc ở các lĩnh vực lao động sản xuất và công tác. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn từ năm 2015-2019 và được 123 cờ thi đua xuất sắc toàn diện, 563 bằng khen tập thể, 1.449 bằng khen cá nhân. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 27 cờ thi đua toàn diện, 84 bằng khen tập thể, 144 bằng khen cá nhân, 14 bằng khen lao động sáng tạo cho tập thể và cá nhân. Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chạy theo thành tích, nặng về hình thức, chú trọng khen thưởng công nhân trực tiếp lao động. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn. Thưa quý vị, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn bằng việc thăm hỏi, động viên hay những sức quà đầy nghĩa tình, đó là những hoạt động mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện trong suốt những năm qua. Đặc biệt năm nay, nhân dịp 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hoạt động này càng ý nghĩa hơn nhằm tiếp thêm động lực cho công đoàn viên, người lao động khó khăn, có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Đây là buổi trao quà cho 71 công nhân lao động khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Jason, khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đức. Mặc dù bị khiếm khuyết, nhưng người khuyết tật luôn nỗ lực chăm chỉ làm việc không thua kém gì người bình thường, thậm chí có người đạt danh hiệu lao động giỏi. Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, không chỉ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên người khuyết tật tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, mà còn mong muốn người lao động khuyết tật hoàn thành tốt công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hôm nay em đại diện mấy anh chị và các bạn, em cảm ơn ban Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã tài trợ cho ngày hôm nay cho mấy anh chị em và mấy bạn được một phần quà. Em cảm ơn và rất là vui. Đây là một món quà tinh thần vô cùng có ý nghĩa đối với những lao động là khuyết tật như tụi em. Em cũng có một điều hy vọng, đó là hy vọng sắp tới Liên đoàn Lao động Long An của mình cũng như ban giám đốc công ty sẽ có những cái hoạt động nhân văn như thế này để tụi em có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tặng quà cho đoàn viên, người lao động là những giáo viên mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, giúp giáo viên tiếp tục gắn bó với nghề. Trong khi dịch COVID-19 thì không có lương, rồi trong cái đời sống cũng khó khăn quá thì cũng phải đi làm mướn. Và hôm nay được sự hỗ trợ của cấp trên thì rất là vui mừng, cũng là cái nguồn động viên của cấp trên đó, động viên chúng tôi để tiếp tục cái công việc. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, đó là việc làm nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nhưng hôm nay có đặc biệt thăm những cái em đó là ảnh hưởng Covid, rồi anh em là có hoàn cảnh khó khăn, rồi anh em là bị tai nạn lao động, rồi khuyết tật, đó là tặng phần quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức nhiều các hoạt động khác, cũng như là tổ chức giao lưu về văn hóa văn nghệ, rồi là tổ chức các chương trình phúc lợi, là những cái nơi là khu công nghiệp đông công nhân lao động, đặc biệt là trao máy ấm công đoàn cho là anh em công nhân khó khăn không có điều kiện về nhà ở.
Với những hoạt động ý nghĩa đó để tạo sức lan tỏa và sẽ có thêm nhiều sự quan tâm hơn nữa của cộng đồng để chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, giúp họ tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Ngay sau khi Quảng Ngãi có bệnh nhân số 419 dương tính với COVID-19, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã chủ động đóng cửa, nghỉ bán để phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng. Đây là một trong những quán cà phê vốn rất đông khách của thành phố Quảng Ngãi. Thế nhưng từ khi có ca bệnh trong cộng đồng, hiểu rõ mức độ nguy hiểm của đại dịch, chủ quán đã treo biển, tạm ngừng bán hàng từ ngày 27 tháng 7, chấp nhận mất doanh thu để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dịch thì tôi tự động nghỉ để cho khách và các cháu nhân viên về nghỉ để khỏi lây lan. Còn đây là tuyến đường Trần Quang Diệu, vốn được mệnh danh là con đường karaoke. Trái ngược với cảnh sầm uất, đông đúc thường ngày, hai ngày nay tuyến đường này đã trở nên vắng vẻ bởi 100% hộ kinh doanh đã đồng loạt đóng cửa theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch. Dịch này thì cũng xuất hiện ở tỉnh Quảng Ngãi mình rồi, thì nói chung là các nơi khu giải trí rồi khu karaoke rồi thì cũng mọi người cũng đều đóng cửa để chung tay mà chống lại cái đại dịch này. Mình cũng rất là lạc quan vì cái cách chống dịch của huyện Đông mình đó là trên thế giới đều công nhận, thì mình phải cùng với nhà nước mình chống dịch thì gọi là hết sức là câu đổ thôi, thì mà dịch nó sẽ mau qua thôi. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, chung tay cùng các cấp chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An điện khẩn thực hiện công văn số 3952 trên CV-BCD ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh, và công văn số 3961 trên CV-BCD ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Hải quan Long An, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện Đức Huệ, Thạnh Quá, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đường mòn lối mở, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, kể cả đường thủy, đường bộ, nhằm ngăn chặn triệt để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài và lây lan ra cộng đồng. 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống lây nhiễm chéo COVID-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay các nội dung sau. 3.1. Chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. 3.2. Tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn, đồng thời chỉ đạo rà soát, lập danh sách và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. 3.3. Vận động quần chúng nhân dân phối hợp cung cấp thông tin có liên quan đến các vụ việc đưa người nhập cảnh trái phép để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. Căn cứ chỉ đạo trên, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.